Chào các bạn đã đến với kinh Cuba Sài Gòn. Tết thì cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là đã đến rồi nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm những cái món mà chuẩn bị cho những ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái món bắp bò ngâm nước mắm. Thì món này nó rất là tiện lợi cho những ngày Tết mình bận rộn ha. Mình chế biến sẵn vậy thì khi ăn thì mình chỉ việc lấy ra mình sắc lát, mình ngâm nhi về rượu bia, hoặc là mình làm bánh tráng cuốn với lại thịt thì ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào trong hộp cho nó đầy ngập mặt thịt. Nếu các bạn yêu thích video mình thì các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện cái món bắp bò ngâm nước mắm nhé. Những nguyên liệu cần thiết để mình làm món bắp bò ngâm nước mắm thì ở đây mình chuẩn bị là 30g gừng sắc lát, một miếng quế, một ít tỏi sắc lát, hai trái thảo quả, hai cái tay vị hoặc là hồi ha, một ít sả đập dập, tiêu xanh, củ hành tím. Bò để mình ngâm nước mắm thì mình sẽ sử dụng bắp bò nha các bạn. Thì bắp bò các bạn nếu mà dài quá các bạn có thể cắt làm đôi ha. Đó. Bắp bò này thì thịt nó sẽ có gân gân, ăn nó cảm giác nó sẽ dai dai và rất là ngon. Ở đây là mình chuẩn bị 1,5 kg bắp bò ha các bạn. Để nấu 1,5 kg bắp bò thì ở đây đường á mình sẽ cần dùng là 600g đường. Nước mắm thì 600ml ha. Rượu trắng thì 50ml. Và giấm thì 100ml nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu nước mắm nha các bạn. Mình cho hết 600g đường vô nồi. Sau đó mình sẽ cho 600ml nước mắm. Tiếp đến là mình sẽ cho hai cái tay hồi, một thanh quế và hai trái thảo quả. Thì thảo quả này các bạn có thể rang hoặc là không rang cũng được nha các bạn. Nếu các bạn muốn có cái mùi hương nhiều hơn thì các bạn rang thì nó sẽ thơm hơn ha. Rồi sau đó mình quậy cho tan hết đường. Khi đường tan hết thì bắt đầu mình mở lửa lên mình nấu nha các bạn. Và tiếp đến mình sẽ cho những gia vị còn lại nha các bạn. Rượu nè, giấm nè, và 200ml nước lọc ha. Các bạn khuấy đều hỗn hợp thì lên nấu cho nước mắm nó sôi khoảng chừng 5-10 phút thì mình tắt bếp đó các bạn. Khi nước mắm nó sôi bùng lên vậy thì nếu có bọt thì các bạn vớt bọt cho nước mắm mình nó được trong. Giờ các bạn cho nó sôi như vậy là khoảng thêm khoảng 10 phút nữa cho nước nó sắc xuống, cho nước mắm nó sẽ có cái độ sánh đặc hơn ha các bạn. Với hai nữa là mình cho những cái hồi nè, thảo quả và quế á, nó ra cái mùi hương để nó làm cho nước mắm mình nó có mùi hương thân thoảng của những cái gia vị này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giảm nhỏ lửa xuống chút xíu. Cái nước mắm mình nấu kỹ vậy đó thì khi mình ướp thịt đó mình có thể ăn mấy tháng nó cũng không có hư. Nước mắm nó đã sôi đủ cái độ của nó rồi thì bây giờ mình tắt bếp nha các bạn. Khi nước lên tim thì mình sẽ cho những cái gia vị vô, cho gừng sắc lát nè,
kế đến là xả, hai dây tiêu, củ hành và ít củ tỏi. Rồi khi nước đã bắt đầu sôi thì mình sẽ cho hết thịt bò vô mình luộc nha các bạn. Thì từ lúc mình cho thịt bò vô mình luộc á, là mình phải tính tới thời gian này là khoảng 50 phút sau thì thịt bò nó sẽ chín nha các bạn. Cái miếng thịt nào nó dài quá thì sau khi luộc á, các bạn có thể cắt ngắn nó lại bớt ha. Cái bắp bò mình luộc được nửa tiếng rồi nè các bạn. Giờ mình mở ra mình thăm chừng coi nó có chuẩn bị mềm chưa ha. Thời gian mình luộc là khoảng 50 phút nha các bạn. Thì nó mới đủ cái độ mềm. Bây giờ nó cũng còn hơi cứng. Giờ mình đậy nắp lại, mình để riu riu lửa khoảng 20 phút nữa là đủ cái thời gian nấu ha. Rồi bây giờ thời gian luộc của mình nó cũng đã đủ 50 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình thử mình xơm vô miếng thịt coi nó có ra cái nước máu không ha. Nếu mà nó không ra nước máu thì coi như thịt này của mình nó cũng đã chín ngay cái phần bên trong này ha các bạn. Cái thịt này được cái mình ăn á, nó sẽ có cái độ giòn mà nó không bị khô thịt giống như mà cái loại thịt khác nha các bạn. Rồi bây giờ mình tắt bếp và mình vớt thịt ra rổ. Mình vớt thịt ra rổ xong rồi mình để thịt cho thật là nguội. Thịt mình không có xả đầy nước nha các bạn. Và mình để như vậy, để khi nguội thì mình sẽ cho vô hũ. Thịt ra rất là thơm ngon các bạn thấy không. Rồi thịt mình đã vớt ra rổ rồi nè các bạn. Bây giờ mình để đây cho nó thật là nguội ha. Xong rồi sau đó mình sẽ cho vô hũ và mình đổ nước mắm vô. Rồi bây giờ thịt đã nguội rồi, mình sẽ cho thịt vô trong hũ. Một ký rưỡi thịt đó thì mình xài cái hũ mà 1.6 lít là nó vừa đủ nha các bạn. Thịt nó phải, các bạn phải để cho thật nguội và nó khô ráo như vậy là khi các bạn đổ nước mắm vô ngâm á, thì thịt nó sẽ không có bị đổ nhớt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước mắm vô. Nước mắm mà sau khi mình nấu mình để nguội vậy đó thì nó cũng có cái độ sánh dẻo ghê nè các bạn. Thịt này mình ngâm là khoảng chừng 2 ngày là mình có thể ăn được rồi nha các bạn. Và mình cũng có thể bảo quản được vài tháng cũng không sao hết ha. Rồi các bạn sẽ cho tỏi sắc lát này, ớt nè, và tiêu xanh nè, các bạn để lên mặt. Và sau đó các bạn đổ tiếp nước mắm vô cho nó đầy mặt thịt hết nha các bạn. Tất cả những cái nguyên liệu với lại cái hương liệu này nè, khi mình ngâm nước mắm thì nó rất là thơm ngon. Rồi món bò ướp mắm của mình đến đây là đã hoàn thành rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh ha. Các bạn nếu yêu thích video mình thì các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.